Okay, let go. Vào rồi. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu giữa hai team, đó là team The Grace và team NextGen. Trận đấu đây sẽ là trận đấu nhánh thắng, trận chung à chung kết nhánh thắng không? Không. Chung kết nhánh thắng đúng rồi. Trận này gọi là chung kết nhánh thắng. Thì team chiến thắng sẽ là team được vào thẳng chung kết tổng. Còn team thua cuộc thì sẽ phải rơi xuống nhánh thua, đánh tiếp. Hôm nay bọn mình còn cover một trận này và một trận sau nữa, thì hy vọng anh em sẽ theo dõi nhiệt tình. Yên tâm là hôm nay bọn tôi là phải phát hết cái đống Akana, cái đống Akana và Immortal rồi, cho nên là hy vọng là anh em theo dõi từ đầu đến cuối để cố gắng có cho mình ít nhất là cái phần quà nhỏ nhỏ gì đó. Thì quay trở lại trận đấu, đây sẽ là một cái kèo BO3 và cái game đấu đầu tiên này thì tạm thời The Radiant đang thuộc về bên phía team The Gray và NextGen họ sẽ đánh ở bên phía team Dire. Đến với những cái lượt ban pick của cả hai bên thì The Gray họ ban đi đó là Venomancer lượt ban đầu tiên. Còn NextGen thì ban đi đó là Lich và Spiritker. Tôi thấy cái team NextGen này ban hai con này khá là nhiều. Hình như là chưa tìm được ra cách để counter thì phải. Và gần đây thì hai con support này nó cũng đang khá là được ưa chuộng, nên có lẽ là ban đi thì thực ra thì nó cũng không phải là cái gì đấy nó quá là ngạc nhiên cả. Mà cứ auto là ban hai con này trông có vẻ như là hơi gãy, đúng không sao cả. NextGen họ có cho mình ở lượt pick đầu tiên đó là Zakiro. Ok, pick một cái con support với khả năng vũ trụ rất là tốt, spam lửa của mình. Nhưng rất tiếc là Venomancer thì đã là bị ban đi mất rồi. The Gray họ quyết định có cho mình đó là Sand King cũng như là Ancient Apparition. À, con hero mà với khả năng ngăn chặn heal máu của mình thì cái bộ đội support của bên phía team The Gray có vẻ như đang khá là khó chịu. Với Sand King, cái lượng disable nó cũng không phải là quá nhiều, nhưng mà cái stun của Sand King nó thực sự là khó chịu và cooldown khá là nhanh. Khá là nhanh trong cái đống stun. Với cả một con AA nếu mà đánh khéo nữa, ulti đẹp nữa thì sự là team The Gray họ sẽ có cho mình cái bộ đôi combat rất là tốt với Epic Center và ulti AA. Bad Rider là sự lựa chọn dành bên phía team NextGen. Sau khi họ đã có cho mình một con Zakiro vị trí support rồi thì lựa chọn ngay là Bad Rider, chắc là vị trí offlane thôi. Nhìn lại một chút về cái đội hình của bên phía team The Gray thì họ có cho mình cái con support có khả năng hỗ trợ rất là tốt, và cũng như là có khả năng combat ở thời điểm early game, do đó là họ hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một cái lối chơi đó là nuôi late chẳng hạn, lựa chọn những cái con hero carry thiên về late game hoàn toàn là ok. Và ngày hôm qua thì cũng chưa có dịp để xem team The Gray đánh, thấy anh em có vẻ là rất yêu thích cái team The Gray này thì không biết là như nào. Hôm nay là có dịp được xem rồi thì hy vọng rằng là The Gray họ sẽ thể hiện được cái bộ mặt nó tốt nhất của mình. Đối đầu với một cái NextGen đang khá là thăng hoa thì hy vọng là cái trận đấu này cả hai bên họ sẽ đánh cho chúng ta một trận đấu mãn nhãn. Kê ban đi Spirit cũng như là Nick Assassin và có cho mình ở lượt pick thứ 3 đó là Weaver đến từ The Gray. Một con Weaver thực ra là cũng không phải là thiên lết lắm. Và con Weaver này thì cũng chưa biết là team The Gray họ sẽ sử dụng ở vị trí nào. Con Weaver bây giờ cả ba lane đều có thể đi được rồi. Offlane bây giờ cũng rất nhiều người sử dụng con Weaver này. Con Weaver offlane cũng là một sự lựa chọn tôi nghĩ là không tệ một chút nào. Với cái khả năng rất khó chịu của mình, Tsukuchi di chuyển liên tục và thả đệ nữa, thì thực ra là một cái con Weaver ở vị trí offlane nó cũng không hề tồi. Và một cái lượt pick như này là một cái lượt pick rất là mở, khiến cho NextGen họ sẽ phải suy nghĩ nhiều đến những cái lượt pick tiếp theo của mình. Họ ban đi đó là Phaelos Void cũng như là Omicnite ở hai lượt ban thứ 3 và thứ 4 đến từ NextGen. Ban đi những cái con hero có khả năng kết hợp combat với cả AA, Phaelos Void với cả AA. Và Omicnite thì là có lẽ là sự lựa chọn ban đi để tránh những cái repel, tránh lượng đam
phép khá lớn đến từ các thành viên của bên phía team NextGen với Zakiro và với cả Bedrider nữa. Thì một cái repel giải quyết được khá nhiều điều. Ban đi là một sự chọn tôi nghĩ là hợp lý. Lượt pick thứ 3 dành cho bên phía team NextGen, họ đang suy nghĩ khá lâu. Và với Zakiro, với Bedrider thì tôi nghĩ rằng họ nên có cho mình thêm một con support nữa. Chưa nhất thiết là phải lộ co vội, chưa lộ co sớm làm gì cả. Với Zakiro và thiên hướng là sẽ đứng ở lane để bảo kê rồi. Và cố gắng push trụ thì nên là một con sub 4 ở đây. Sẽ là Earthshaker dành cho bên phía của team NextGen. Một con Earthshaker. Trước thì như tôi đã nói, trước tôi thấy thanh niên đặt với bỏng đánh Earthshaker ở vị trí offlane khá là hay. Nhưng mà Earthshaker thì hiện tại thì hay được cho vào vị trí sub 4 trong tay của GEXT God. Không biết là các team Việt Nam sẽ sử dụng Earthshaker như nào. Khả năng tôi nghĩ vẫn sẽ là vị trí sub 4 thôi khi mà có cả Bedrider nữa rồi. Bỗng dưng lại đẩy Earthshaker đi offlane, Bedrider đi sub thì nó cũng hơi sida tí. Thì thôi, cứ gọi là thuận theo tự nhiên thôi, thuận ý trời. Không nên gọi là có những cái sự sáng tạo nó quá đà. Lượt pick thứ 4 dành cho The Grace. Thì tạm thời đến thời điểm hiện tại tôi nghĩ rằng là cái line up của bên phía NextGen, họ đang là những người có lẽ là họ sẽ chủ động hơn được rất nhiều khi với Bedrider và với cả một cái Eco Slam đến từ Earthshaker nữa. Nhưng mà The Grey thì họ cũng có cho mình một cái đội team có khả năng combat được tốt với Sand King với AA. Và Weaver thì cũng là một sự khó chịu nhất định. Lượt pick thứ 4 suy nghĩ khá lâu. Như vậy thì đó là Darkseer dành cho bên phía của team The Grey. Chỉ Darkseer ở vị trí offlane rồi. Con Weaver này còn mid với cả carry thôi, chưa biết là như nào. Chắc là Weaver carry chăng. Để con hero khác đi mid. Sẽ là chờ đợi một cái lượt pick đi mid đến từ bên phía team NextGen. Sau đó thì là sẽ lựa chọn cái vị trí còn lại của The Grey. Anh em bên Twitch có vẻ hơi lag thì chuyển qua YouTube xem cho nó tiện. Twitch dạo này mạng nó hơi có vấn đề. Mirana dành cho các thành viên của bên phía NextGen. Con Mirana. Một con Mirana. Chắc là Mirana đi mid rồi. Mirana đi mid mà để Weaver thì cũng hơi khó nhỉ. Khả năng là Weaver không đi mid được nữa rồi. Ban đi Ursa đến từ các thành viên ở bên phía The Grey. Ban đi con carry. Bây giờ thì NextGen họ đang thiếu một carry, hack carry. Còn bên phía của The Grey thì khả năng là thiếu một vị trí đi mid. Sẽ là phải ban đi một con hero đi mid thôi. Chưa biết là sẽ ban đi con gì. Ban đi một vị trí đi mid Viper bị ban đi. Cái team Việt Nam họ khá, có vẻ như khá là sợ cái con Viper ở vị trí đi mid. Con Sniper nữa. Viper, Sniper thì ban khá là nhiều. Thực ra một con Mirana đối đầu lại một con Viper giống là sai đã ban rồi. Ban đi thì là một sự lựa chọn tôi nghĩ là đúng đắn thôi. Lượt pick cuối cùng dành cho NextGen sẽ là một vị trí Hack Carry. Vị trí Hack Carry dành cho NextGen à. Với cái đội hình mà họ có thể đánh nhau sớm như thế này thì họ hoàn toàn chơi lết được. Và một con Mirana về late game cũng khá là khỏe, không phải lo sợ quá nhiều. Họ đang có Zakiro, đang có Mirana. Nếu thêm một con Terror Blade nữa để đẩy trụ tôi nghĩ khá ok. Con Terror Blade đánh khéo khéo một chút thì cũng... Wow, Invoker dành cho các thành viên của NextGen. Invoker
thì Miranda sẽ carry à? Miranda carry à? Invoker sẽ đẩy vị trí đi mid rồi. Tay của C. Sai nhỉ? Invoker. Nếu mà như để một con Miranda như thế này, tôi không nghĩ rằng là NextGen họ nên kéo về late game. Tôi nghĩ là không nên. Chắc chắn sẽ là con gì đấy, OD à? Rồi OD. Sub. OD đối đầu lại với cả Invoker ở vị trí mid rồi. Set boy sẽ cầm cho mình đó là Weaver. Sai. Quá sai. Bây giờ chúng ta hãy chờ đợi thôi, không biết làm nào cả. Chờ đợi xem là cả hai bên họ sẽ xử lý như nào. Chứ tôi là tôi đang thấy là The Grey họ đang có những lượt ban pick có vẻ như là nó tốt hơn rồi đấy. Chưa để nói trước được điều gì. Rồi đi toilet, ok. Được không ạ? Nhu cầu cá nhân thôi, không biết làm nào cả. Bê con rồng nó mới lao xuống luôn. Cái đội hình như thế này thì tôi đang hơi thiên một chút về phía The Grey. Không biết, chưa biết. Tôi chưa dám chắc là như thế nào cả, nhưng mà tạm thời tôi đang thấy là The Grey họ có vẻ như là những người đánh cái trận đấu này nó đơn giản hơn, với một invoker phải farm khá là nhiều. Miranda thì cũng không dễ chút nào cả, Miranda cũng sẽ phải đi farm. Ba người còn lại, Bad Rider thì chắc chắn là phải có Berlin rồi, cũng không thể đi đánh nhau sớm được, thì phụ thuộc vào hai ông support là chính thôi, Ushaker và Jakiro. Không biết là hai cái ông này ông sẽ đánh đấm như nào đây. Bên này có OD Weaver. Daxia cũng cần farm. Thực ra là các co thì đều cần farm khá nhiều, nhưng mà để mà tham gia vào combat sớm hơn thì bên phía The Grey họ đang là những người, họ đang là những người mà có lợi thế hơn. Lâu thế nhỉ?
Rồi vào game rồi. Sunshine rất tiếc là có smoke rồi, không nhìn thấy gì cả. Di chuyển vào rất là nhanh đến được anh Sen King. Cắm con quát rồi, sẽ là cắm con quát sau trụ. Kiểm soát lượng sai, lượng di chuyển đến các thành viên của bên phía team NextGen. Ok. Đây là một con quát bình thường thôi, con quát mid. Một con quát mid cơ bản thôi. Còn bên phía ở NextGen nó cũng cắm con quát ở đây. Sẽ là kiểm soát cái lượng sai đến từ cái vị trí khu lên top này. Đi một Daxia thì thường là thì cái lane nó sẽ bị đẩy khá cao. Với cái Iron Shield búp liên tục và creep, creep sẽ bị đẩy cao lên. Thì một cái con quát như thế này sẽ giúp cho bạn kiểm soát lại cái lượng sai ở trong ở đằng phía sau khu vực này thường sẽ khá là tối. Quái đẩy lên cao không có sai nhiều cho lắm, cho nên nó khá là tối. Thì cắm một con quát ở đây để tránh những trường hợp mà các hero của đối phương di chuyển ra mà mình không biết, sau đó là bị bắt bất ngờ. Quát mid. Như vậy cái con quát của bên phía team The Grey có vẻ như là aggressive hơn, cắm sau trụ này. Không có tranh cướp gì rune cả, cả hai bên sẽ gọi là hiền hòa như vậy thôi, hồn nhiên như là chưa bắt đầu vậy thôi. Đan máy bỏng cầm Miranda. Anh ta sẽ chơi vị trí carry trong trận đấu này. Đan máy bỏng và C là hay đổi chỗ cho nhau. Thấy thi thoảng ông nào hứng lên đánh mid, ông nào hứng thì đánh carry. Nhưng mà thường Evoker sẽ vào tay của C. Nếu Evoker đi mid để đối đầu lại cả OD thì nó cũng hơi khó một chút. Mà vẫn là ổn thôi. Rồi, bắn cả arrow ra để farm. Ok, hai bạn chặn đường rồi. Quyết định sẽ làm gì? Tuy nhiên Daxia này, Daxia chỉ có mình Iron Shield thôi, anh ta chưa có cho mình đó là cái búp tốc lên để chạy, nhưng không sao cả, vẫn là di chuyển về được khi mà wow. Như ở mid game thì đó, ở mid lane thì đó là một cái first blood dành cho các thành viên của bên phía The Grey với sự di chuyển ra đến từ Sen King. Xử lý khá là bất ngờ. Đang hơi tập trung xem cái ông Daxia thì tự nhiên ông mid chết. Tôi thấy Invoker là sai rồi đấy. Bắt đầu thì Invoker là hơi sai rồi đấy. Rồi, Yasi quyết tâm chây lại để lấy cái bình mana của đối phương. Thấy đối phương cắn bình mana phát là phải dậm cho hết ăn luôn. Dưới cục lane bot này thì có lẽ là sẽ là yên ổn thôi. Không có gì cả, úp lại tiếp rồi. Giống là lại chuẩn bị lên đấm mặt ông Invoker lắm ấy. S cũng đang di chuyển gần đây. Yasi anh ta có cắn Clarity, chắc là sẽ đủ mana để dậm thôi. Level 3 rồi, Invoker như vẫn level 1 sao anh? Không biết là level 2 chưa hay là như vẫn level 1. Ông ấy cứ búp Iron Shield chạy thôi. Lane này giống là không đứng ở ngoài được. Rồi, Invoker di chuyển xuống. Chưa có bất cứ dấu hiệu gì cả. Úp lại để farm là chính thôi. Đang bị spam khá nhiều. Đến từ A. Chắc là vẫn ok. Mấy cái lane này thấy gầm gừ nhau liên tục. Lỡ mà có mid kill thì anh em thông cảm một chút. Khi đang quay cam nó cũng chưa được ổn cho lắm. Khu lane mid có vẻ là khu vực mà hai bên đang gầm ghè nhau kinh nhất. Evoker anh ta đánh hơi tham harass đối phương, cho nên là bị quái harass khá là nhiều, mất rất là nhiều máu ở đây. Dưới này thì có vẻ giống là ăn mấy chấm dầu vào mồm rồi. Sad boy vẫn sẽ là di chuyển về được với Sukuchi của mình. Một mình con Bad Rider nó đang cai chết được hai thanh niên ở dưới khu vực lane bot này. Nhưng Sen King đang di chuyển xuống và Bad Rider nên đi về. Mới chỉ có cho mình đó là level 1 thôi, chưa có thêm một cái đâm độc. Sẽ phải lùi về. Chưa thể ăn được. Ông Bad Rider liều cực luôn đấy. Thề không đi về. Và bây giờ thì sao? Bây giờ thì sẽ đi về được.
rẽ lối là hay. Senking anh ta không tìm được cái Bad Rider. Trong khi đó thì có Rune DD trên người của Invoker rồi. Level 4 đang có Sunshine và Búp Tốc. Alacrity hơi khó để có thể ăn được thanh niên OD. OD mình đang là người có vẻ như là chủ động hơn, anh ta nhỉnh hơn một chút về lượng Lady Deny. Nó cũng không phải là quá nhiều rồi. Bad Rider anh ta đang cắn cho mình đó là bình máu nhưng có kiến con. Chết là cái chắc rồi. Sad Boy là người có mạng tình huống vừa rồi. Carry vừa farm được lại vừa có mạng. Sai lầm. Bad Rider tôi nghĩ anh ta nên đánh cẩn thận hơn một chút. Khi mới khoảng giá thứ 2 thôi, có phải fit hơi nhiều. À không không, không phải fit nhiều mà là anh ta đang hơi tập trung vào những cái tình huống mà cai đối phương. Nên tập trung farm nhiều hơn. Trong khi đó khu vực land mid thì gần như là OD anh ta đang hoàn toàn chiếm lợi thế. Invoker hơi khổ. Có TP ra, định bắt vào thanh niên Yasi rồi. Có Rune Street nữa thôi thì đã là chạy về được nhưng không, rất tiếc cho bạn. Bây giờ thì đó là Iron Shield đang đốt rất đau nhưng có Bad Rider ở đây. Các thành viên của bên phía The Grey họ không dám chơi nữa rồi. Sẽ lùi lại, bỗng dưng cái land mid này nó quá là đông. Trong khi đó thì Sad Boy anh ta được thả farm thoải mái rồi. Khi mà Bad Rider anh ta chỉ cần di chuyển xuống vực land mid một chút thôi, không nhưng mà không lấy được cái gì cả. Tạo khoảng trống lớn để cho Sad Boy anh ta farm. Đạt bé bỏng thì cũng khá là ok ở trên vực land top. Với sự bảo kê của Zakiro và Axia thì không làm được có gì nhiều điều. Nhưng bây giờ thì khả năng là thôi xong rồi. Zakiro sẽ phải nằm. Nhưng thả sao đang là đau đến Đạt bé bỏng. Liz anh ta sẽ nằm xuống tình huống này. 1-4-1-4 cung quỷ với Iron Shield đốt là đau đấm theo đến thanh niên Senking. Bây giờ thì sẽ là một cái fixture ra và tự sát được. Tự sát được đến Senking. Hơi khèo. Power đặt bóng bỏng không tính đam mà bắn nó hơi bị bừa. Một cái tình huống fixture khá là bất ngờ. Sunshine thì hơi bị si đam một chút. Nghĩ rằng là thực ra là hai người hơi bóp nhau. Một ông thì nghĩ rằng là đối phương sẽ stun để chạy đi, còn một ông thì là stun đối phương trước rồi, đối phương không stun được. Trong pha vừa rồi nếu mà Senking mà nhanh tay mà anh ta stun đi thì ăn ngay một cái Sunshine mồm. Thì khéo lại là chết. Đứng lại nên cho creep lại ăn được. Tự dưng lại thành là hai. Rồi, quyết định lao lên đấm thẳng mồm Invoker khi mà OD đã có cho mình level 7 và Invo thì mới chỉ là level 5 mà thôi. Mặc dù có những sự hỗ trợ ra đến từ ES nhưng có vẻ như nó là chưa đủ khi mà một cái con Invoker phải đối đầu lại với một con OD ở vị trí land mid hơi khó. Yasi di chuyển rất là nhiều nhưng anh ta chưa mang lại được nhiều sự hiệu quả trong những tình huống di chuyển của mình. Sad Boy cùng land bot anh ta đang farm khá thoải mái rồi. Bad Rider tính đến thời điểm hiện tại thì gần như là không còn quá outland được cả Weaver và có sự hỗ trợ đến rồi. OD đánh đang rất tự tin rồi, lao lên hai cái TP ngay lập tức và Andres sẽ phải di chuyển về nhưng không, quá muộn màng cho một cái tình huống mà chơi vào qua cả trụ một của đối phương, không có bất cứ sự hỗ trợ nào đến từ những người đồng đội của mình cả. Và cái giá phải trả là một cái mạng nằm xuống rồi. Nhây dã man. Không biết ở trong tình huống vừa rồi ăn phải cái gì, ăn phải bánh trung thu hay sao. Ăn phải bánh trung thu chứa Helin. Hơi khèo. Ôi, đấm là rất đau vào mặt của Senking. Nhưng mà anh yêu cơ thì cũng không giết được. Hết mana mất rồi. Cái trụ này cũng sẽ sớm nằm thôi. Với cả Mirana, với cả Zakiro, khả năng đẩy là quá lớn. Tiếp tục là lao lên ở khu Glen Mode thì Sad Boy với sự hỗ trợ của anh ta cũng đã có cái mạng Bad Rider. Trong khi đó ở khu vực Glen Mid thì sao?
Invoker vẫn đang là bị đẩy vào lane và đẩy gần vào trụ. Và có Sen King đứng sau, sẵn sàng có một tình huống lao vào stun. OD anh ta đang chờ đợi. Trên top thì các thành viên của The Grey họ mất trụ mất rồi. Khả năng đẩy vào đến được Mirana và cả Zakiro là quá lớn. Nhưng nên nhớ rằng là The Grey họ đang có cho mình một con Weaver được farm khá là thoải mái. OD thì cũng khá là xanh. Duy nhất là có cái land của Daxia thì chịu khổ một chút thôi. Bây giờ phút thứ 9 rồi, chúng ta sẽ chuyển qua network để xem như thế nào. Mirana. Mirana của đạt với bỏng. Anh ta đang có cho mình 4.300 dẫn đầu. Và đứng thứ hai đó là Sad Boy, với cái khả năng được farm khá là thoải mái cùng sự hỗ trợ đến là ở khu lane mid thì đó là OD. Anh ta đang đứng vị trí thứ 3, có cho mình lượng network cũng khá là sát so với người đứng thứ 2. Hai core hero của bên phía team The Grey họ đang nhỉnh hơn so với hai core của NextGen. OD đánh khá là tự tin trong trận đấu này, người ta đánh cực kỳ là hổ báo luôn. Những cái tình huống mà không có sự hỗ trợ đến các support nên mà anh ta vẫn rất tự tin di chuyển lên. Trong khi đó thì Weaver dưới này vẫn đang được farm. Mặc dù là có cử thanh niên Zakiro xuống để hỗ trợ rồi nhưng mà chưa ăn thua. Tạm thời cho đến thời điểm hiện tại, cả hai team họ đang tập trung vào những lượng farm khá là nhiều, khi mà các core đều là các core cần farm cả, không phải là các core có thể tham gia combat sớm, cho nên là cái early game nó đang hơi bị chậm một chút. Bad Rider thì anh ta đang cố gắng nhanh nhất có thể hướng tới cho mình một cái Blink Dagger. Hiện tại thì mới chỉ có đó là một giày máu mà thôi. Weaver thì sao, Sad Boy anh ta có cho mình giày cheat rồi, hướng tới thẳng đó là một cái Diffusal. Trong trận đấu này thì các thành viên nguyên phía team NextGen sẽ gặp khá nhiều khó khăn với cả OD, với cả một cái Diffusal trên người của Weaver nữa. Sen King thì giống là còn lâu nữa mới có thể có Blink được. Daxia anh ta sẽ hướng tới cho mình một cái Mekan, chắc chắn rồi. OD ở vị trí lane mid thì sao, tay tiền và hai cái Nun. Ok, quyết định lên tay tiền để gia tăng lượng farm. Như vậy một cái con OD này nó sẽ khá còn khá lâu nữa thì mới có thể tham gia combat được. Invoker thì chắc là cũng tay tiền thôi. Mà rất tiếc là Invoker thì đang hơi thọt hơn, chưa có cho mình tay tiền, mới chỉ có một cái Nun, một cái Ring of Aquila. Một giày thường. Cả hai bên vẫn chưa có dấu hiệu gì muốn có những tình huống combat cả. Yasi mới chỉ có level 4, giống là ra là chết luôn này. Không dám luôn rồi. Invoker di chuyển vào rừng để farm, anh ta còn cách khoảng hơn trăm nữa so với cái tiền. À, Arrow. Ai, trận đấu này nó sẽ rất là chậm cho đến khoảng thời gian tôi nghĩ là ít nhất là phải phút thứ 15. Invoker còn chưa có tay, còn chưa có tay tiền, đúng rồi, chưa có tay tiền. Invoker thì cần đánh nhau thì ít nhất là phải có một cái item gì đó nó khá, tầm gậy xanh thì là ngon quá rồi. Lốc liềng thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ là hơi lâu. Khả năng là chúng ta đi ăn mì gói hay là cái gì đó đi. Anh em đi rảnh rỗi đi ăn bát mì đi cho nó ấm bụng. Wow, rồi có thả kiến ra làm gì nữa đây. Xạ tăn đôi đến từ ZXC chứ không phải XZ mà đây là ZXC. Stun đôi rất là hay. Và Sad Boy có cái lượng đam dồn đủ, nhưng đây là Moonlight Shadow sử dụng cho mình, đó là một tình huống invi ra ulti của vào được một người thôi. Epic Center kết liễu được cái mạng của Bad Rider, có double kill dành cho Sand King, nhưng rất tiếc là Sad Boy anh ta phải nằm xuống với cái mega kill streak, mega kill, killing spree streak. Mirana lại là người ăn mạng nữa, không vui một chút nào.
Invoker thì chắc chắn là anh ta sẽ chỉ tham gia combat bằng những cái tình huống Sunshine của mình thôi. Một tình huống thả Ultia cũng khá là đẹp. Nhưng mà trúng một người. Nếu mà trúng thêm Mirana nữa thì nó sẽ là tốt hơn rất là nhiều, nhưng mà như vậy thì là đòi hỏi hơi quá. Setboy quyết định lao lên rồi. Chắc chắn là ông Weaver, à ông Zakiro chắc chắn sẽ nằm. Nhưng có một tình huống arrow quá đẹp đến từ đạt bé bỏng, và Setboy anh ta không kịp sử dụng cho mình cả ulti. Xử lý là hay. Cùng với đó là một cái tình huống Sunshine rất nhanh chóng. Quan sát map là rất là tốt đến từ C. Thêm cả những cái tình huống stun đến từ cả Striker nữa. Weaver không giống là có thể di chuyển về được. Bad Rider sau một tình huống combat, mặc dù anh ta nằm xuống nhưng mà có cho mình 1.800 tiền rồi. Sẽ là nhanh chóng có cho mình cái Blink Dagger rồi. Trong khi đó Evoker cũng hít hà được một chút. Sau những cái tình huống combat vừa rồi thì anh ta có tay tiền, có được một mảnh của trượng xanh. Sớm thôi anh ta sẽ hoàn thành xong. Có lẽ là khoảng phút thứ 16, 17 gì đó. Mirana có lẽ là người thơm kèo nhất sau những cái tình huống combat vừa rồi. Xong cho mình cả cái Defuse, giày phây, đang có rune D trên người. Và khoảng 15 giây nữa thì sẽ có Moonlight Shadow. Chắc chắn là các thành viên của bên phía NextGen họ sẽ muốn có một tình huống combat tổng sắp tới đây. Nhưng The Way họ đang có đến 4 người ở khu lane bot nên cẩn thận. Và họ cắm những cái Sentry ra rất là nhiều, rất là sẵn sàng rồi. Đang có những cái TP ra cực lane mid, sẽ chỉ là thả Meteor Chaos và di chuyển về thôi. C đánh rất là cẩn thận. Trong khi đó thì các thành viên của NextGen họ đang cố gắng lùng sục một ai đó ở đây. Đạt bé bỏng, error hay không nào. Một cái tình huống mà rất dễ sẽ có một tình huống error trúng ở đây. Cắt cây để di chuyển sâu vào trong. Làm gì đi đạt bé bỏng ơi. Rồi, nhìn thấy không? Wow. Cách nhau có một chút thôi. Nhưng ta phải bảo anh ta không nhìn thấy được. Nhìn thấy được có một tình huống TP. Không biết là đứng sau mình. Hơi đáng tiếc trong cái tình huống vừa rồi. Chỉ có một chút nữa thôi. Đây tôi sẽ để lượng size cho anh xem. Rồi, phát hiện ra rồi, ulti trúng được vào người Bad Rider khi mà anh ta chưa kịp sử dụng ulti cho mình. Bây giờ Bad Rider lên bảng điểm số, Zakiro sẽ nằm với tình huống bắn quá đau đến từ Setboy. Người duy nhất di chuyển được về đó là đạt bé bỏng. Setboy mà anh ta chưa có cho mình cái defusal, bắn rất thấm. Trong cái tình huống vừa rồi thì các thành viên ở NextGen họ hơi nhây. Cậy là có cái rune DD trên người là được bỏng, đánh hơi nhây. Nhưng mãi không bắt được ai cả. Sau đó là bị The Grey họ gọi hội đến. Alonso thua. Mirana di chuyển vòng sau. Sẽ là muốn bắt vào Darkseer. Darkseer anh ta đã di chuyển về mất rồi. Có lẽ là sẽ di chuyển sang bán trụ thôi. Ăn trụ khá là đơn giản. Đi full hoàn thành xong trên người của Setboy. Bây giờ thì con Weaver là tôi thề là bắn rất là thấm rồi. Mirana cũng có đi full bắn cũng thấm. Quan trọng là Invoker anh ta đang có 2.000 tiền và đang thiếu khoảng 1.200 nữa thì sẽ hoàn thành xong cho mình được cái Arcanine Scepter. Có Blink Dagger trên người của Shaker Yasi. Với cái Blink này thì những cái tình huống combat sắp tới, các thành viên của bên phía team NextGen họ sẽ là những người chủ động. Chắc chắn một điều là như vậy. Với những cái Eco Slam để set up combat, đạt bé bỏng lao vào và thả sao, tôi nghĩ rằng hơi khó để cho các thành viên của The Grey họ sống được. Bad Rider thì đã có cho mình cái Blink rồi. Kèo nhìn thấy nhau, thả sao khá đau. Các thành viên của NextGen họ đang có xu hướng có vẻ stick với nhau rồi vậy. Sẽ là có mở đớt ra, di chuyển xuống và rất muốn bắt vào Setboy. Lộ sai rồi,
lộ sai đến Sad Boy, Bad Rider anh ta đang chờ đợi để di chuyển vào. Vẫn chưa lao vào. Các thành viên của NextGen họ rất muốn combat tình huống này. Và The Grey đang có tình huống smoke, di chuyển lên. Chưa ai nhìn thấy ai cả. Moonlight Shadow được mở rồi. Break smoke, blink lên, stun trượt. Ở sau này thì sao? Chưa bắt được ai cả. Sad Boy anh ta cũng đang vòng vo tam quốc. Có một tình huống đặt đường ra. Echo Slam giữ chân Sad Boy. Arrow không chính xác nhưng có tình huống băng ra. Một tình huống hàn băng thật bắt trưởng. Nhưng Sad Boy anh ta vẫn di chuyển về được với lượng máu khá là thấp. Bây giờ stun vào đầu của Yasi. Yasi còn rất thấp máu thôi. Ulti ra. Chưa cần đến một ulti của khi mà OD anh ta cũng đã kịp thả ulti rồi. Bây giờ thì Bad Rider đang bị đấm khá đau. Bad Rider sẽ nằm xuống trong tình huống này. Và đó là double kill dành cho OD. TP được về thành công đến C. Nhưng các thành viên của bên phía team NextGen họ mất hai người. Sau một cái tình huống combat họ không lấy được lại bất cứ thứ gì cả. 700 gold và 1500 XP dành cho các thành viên của The Grey. Sau một tình huống combat phải nói là rất hay. Cái sự vội vàng đến nữa Shaker đã phải trả giá bằng cái tình huống combat thua. Lao vào và họ rất muốn ăn vào con Weaver của thằng Sad Boy nhưng sử dụng quá nhiều skill không kết liễu được Weaver. Ngược lại họ sẽ thua combat mà thôi. Trong tình huống vừa rồi thì Invoker anh ta cũng chưa có chữ xanh. Combat thì khó rồi. Đạt bé bỏng và một tình huống Epic Center hơi lỗi đến từ Sand King. Không bắt được đạt bé bỏng. Đạt bé bỏng sẽ di chuyển về được. Với cả sự hỗ trợ đến thì những người đồng đội di chuyển ra ở đây. Khu vực rừng của bên phía team NextGen bây giờ nó cũng nguy hiểm hơn rất nhiều rồi. Với một con quad được cắm khá sâu đến từ The Grey. Họ sẽ kiểm soát được hai cái bãi này. Di chuyển ra farm là ăn gánh ngay. Những cái con quad đến từ bên phía của team The Grey đang là những con quad nó aggressive hơn. Những con quad của NextGen đang cắm khá sâu trong ngoài nhưng chưa giải quyết được quá nhiều điều. Yasi bây giờ anh ta bị bắn cho đến chết rồi. Không kịp cả dã trời xuống. Và sẽ là có trụ. Trụ 1 ở khu vực ten top dành cho bên phía của The Grey. NextGen họ sẽ cố gắng để kéo lại được cái trụ 2 này. Nhưng mà tôi nghĩ là hơi khó. Cái tốc độ ăn trụ là rất nhanh đến được Weaver và cả OD nữa. Creep thì vẫn chưa đẩy lên cao được. Invoker anh ta cũng hoàn thành xong cho mình cái trượng xanh. Ở thời điểm phút thứ 21 mà trượng xanh thì thực ra là nó hơi chậm một chút. Mà dẫu sao thì cũng đã hoàn thành xong rồi. Mirana quyết định sẽ hướng tới cho mình đó là cái BKB luôn. AA thì còn rất lâu nữa không có cho mình cái tay tiền. Và trượng xanh thì nó lại còn càng lâu hơn. Có tình huống nổi lửa lên em đến từ Bad Rider. Và Daxia đang gặp nguy hiểm. AA cũng vậy, anh ta ở rất gần. Bad Rider đang có tình huống Mon Man vào. Nhìn được thấy Daxia và kéo lại. Nhưng ấn nhầm TP. Một tiếng săn trải ra và anh ta bị giữ chân lại. Rồi lửa không đốt nổi, Mecha được mở lên và Daxia vẫn còn sống. Là người có được mạng của Bad Rider trong tình huống vừa rồi. What the hell are you doing, man? Cái tình huống xử lý không hề có một sự hỗ trợ hay là cái sự hiểu ý nhau đến từ đạt bé bỏng như là cái thanh niên Bad Rider. Hơi khèo. Rồi Weaver mới rất tự tin lao lên. Mở một đi vui ăn cái arrow, một cái vây cầm đặt tường chúng đôi. Sử dụng mình đó là khạc lửa ra. Nhưng chắc chắn là Zakiro cũng sẽ phải nằm xuống. Với những tình huống bắn tay là quá đau đến con Weaver thời điểm hiện tại. Sunshine né là hay đến từ Daxia. Né quá hay đến từ Daxia. Và ES anh ta đang chờ đợi một tình huống Echo Slam đẹp. Sad Boy đang đứng khá gần. Daxia thì lùi lại đằng sau. Các thành viên của phía The Grey họ đang đánh rất là cẩn thận. Ôi, lao lên, bơ linh lên vây cơm luôn. Rồi, Echo Slam cảm tình huống. Lao và không kịp để hỗ trợ đến từ Sand King. Nhưng giờ thì sao, ulti đẹp quá.
Yasi sẽ phải lùi lại thôi. Bad Rider đang dính hiệu Ngunti, anh ta cũng sẽ phải lùi. Yasi còn khá thấp máu, Jakiro cũng vậy. Bây giờ thì Bad Rider anh ta sẽ không làm gì được nữa cả, anh ta sẽ lùi về những người đồng đội của mình. Sen King cũng không còn lực máu quá nhiều. Oh, sorry anh em, có một tình huống trục trặc chút, gọi điện thoại chút. Sunshine đến từ Invoker, kéo được cái mạng của thanh niên Sen King. Khá là đơn giản thôi. Cái tình huống combat nổ ra liên tục. What's that kill? Why? Why you here man? Bỗng dưng tự nhiên lại thấy ông Jakiro bị ấp trong cái trứng của ông OD này. Cứ tưởng là creep. Hơi khèo, 16-6. Và cái lượng chênh lệch bây giờ nó đang cũng chỉ là hơn 1.000 thôi. The Grey họ quyết định sẽ gia tăng thêm cái lợi thế cho mình bằng việc ăn Roshan. Có một chúng Sunshine vào và các thành viên NextGen họ đã biết điều này. Sẽ là con Roshan dành cho thành viên của bên phía team The Grey. Sau con Roshan này thì họ sẽ tự tin hơn rất là nhiều trong những tình huống combat của mình. NextGen hoàn toàn không biết điều này. Khả năng biết thì cũng... À, có biết nhưng mà khả năng là cũng không làm gì được cả. Có tình huống Sunshine cũng đã biết ra rồi. Nhưng ở đây thì thôi Sen King sẽ nằm xuống với arrow chính xác để đạt vé bỏng và sử dụng ngay cả một tình huống lasso đến The Bad Rider. C đang gặp nguy hiểm, anh ta đứng rất là cao ở khu vực lên bot này, nhưng chỉ có duy nhất đó là OD thôi, không thể bắt được. Lùi về an toàn. Khiến Aegis sẽ được nằm trên người của Set Boy. BKB cũng đã hoàn thành xong dành cho Weaver rồi. Mirana thì bây giờ còn cái BKB 9 giây. Rồi, có một tình huống quyết định là Smoke đến đến NextGen. Họ muốn bắt vào cái mạng của OD. Sẽ là Boop Agakriti rồi. Và Yasi lao trước hay không? Có tình huống Ecos làm ngay lập tức rồi. Hàn băng thơ bắt trưởng ra. Cả Sun Strike và cả đẩy Plat. Các thứ. Tất cả những gì có thể làm được rồi hết vào thanh niên OD. Gọi là mọi sự tức tối ở thời điểm early, bây giờ đã có khoảng thời gian để giải tỏa. Đến từ C. Đầu game nghe nói là chú Hành Anh hơi căng. Bây giờ thì sao? Hai mươi sáu phút và cái lượng chênh lệch nó không quá nhiều. Cả hai bên vẫn đang có cho mình cái cơ hội để chiến thắng rất rõ ràng. Chưa có bất cứ bên nào đang vượt trội hơn hẳn so với bên kia cả. Bad Rider đang pha mạch trong tình huống này khá là nguy hiểm. Tiếc là anh ta có Blink, hơi khó để bắt. Sau khi đã có xong trượng xanh thì bây giờ Invoker anh ta hướng tới tiếp cho mình một cái Lincoln. Đã có thêm cả giấy bay nữa rồi. Có Lincoln Spear. Cả hai bên họ đang hơi khó để đẩy thì phải. Mặc dù là The Grey họ có mình đó là Kinesis, nhưng mà đang chưa có những cái tình huống mà stick với nhau để combat. Đến The Grey chủ động vẫn đang là những cái tình huống đẩy trụ đến NextGen thôi.
ở đây chắc chắn là sẽ có một con combat lớn. Sad Boy đang farm và Bad Rider biết điều này. Liệu anh ta có lao vào hay không, ném bom xăng ra lao lên Berlin. Ôi cũng Berlin nhưng bị fork lên, không biết là bị fork hay tự fork mình vào. Ở bên Sunshine chúng được hai, bị xe ra mất rồi. Bad Rider bị bắn quá đau đến Sad Boy sẽ phải nằm xuống rồi. Lốc được đôi, à ulti không trúng ai cả. Ulti đến Zakiro là khá khó chịu. Bây giờ Sand King sẽ phải di chuyển về nhưng Sad Boy đang bắn quá đau vào đầu của Zakiro. BKB được mở lên, vẫn đang là bắn và bắn. Thôi xong, Zakiro sẽ nằm với cả thả bọ. Nhưng Yasi bị một ulti thẳng đến như OD, đấm là quá đau. Và đó là ba mạng phải nằm xuống đến với các thành viên của bên phía team NextGen. Họ lại không lấy được bất cứ thứ gì cả. 1.200 tiền và 4.000 mod XP sau từng combat vừa rồi. Wow, arrow chính xác vào đầu Sad Boy, chắc chắn sẽ không dám lao vào. Chắc chắn là sẽ có cái úp đến từ OD để cứu. Stun ra block chính xác được vào Sand King. Bay hơi combo từ C là quá hay. Nhưng trong combat thì có vẻ những cái điều này anh làm hơi khó để có thể làm được. Rồi lấy được trụ, và bây giờ thì các thành viên của bên phía team The Gray họ sẽ di chuyển về. Sad Boy vẫn còn đó là khiên hay chứ trên người cho mình. Chưa mất khiên, đổi lại cái mạng của Sand King để có được trụ thì cũng khá là ok thôi, không sao cả. NextGen họ vẫn đang hơi bị sượng trong những cái tình huống mà combat tổng của mình. Mặc dù là họ có Echo Slam để có thể hold combat lại, cùng với đó là những cái lượng đam phép khá là nhiều đến từ cả Zakiro, đến từ cả Mirana và cả Invoker. Những cái lượng đam hình như là vẫn chưa được dồn đúng người. Họ đều là những cái tình huống bị counter gank. Rồi, cắm quát hơi fail rồi. Sử dụng Invi bị stun ra, tiếp tục bị giữ chân, arrow chính xác. Không! Một cái tình huống nảy đồi. Black Arrow khá là tởm. Invoker anh ta vẫn có được mạng của Sand King từ vừa rồi, bắn là rất đau rồi. Vũ Alacrity họ bắn vãi thấm. Rõ ràng NextGen họ đang là những người chủ động hơn, combat tổng thì The Gray họ đang là những người làm tốt hơn rất là nhiều. Vẫn có một cái sự chênh lệch về lượng mạng và cả lượng network nghiêng về bên phía team The Gray. NextGen vẫn đang là những người đánh chủ động hơn nhiều. Weaver Sad Boy anh ta cho đến điểm hiện tại thì anh ta vẫn chưa có những cái tình huống di chuyển đi và bắt lẻ nhiều. Ở Shaker sau khi có Blink, anh ta quyết định lên đó là một cái Shadow Blade. Một cái Shadow Blade để có vẻ tự tin hơn trong những tình huống di chuyển đến combat của mình. Và bây giờ thì là một tình huống Smoke đến từ The Gray. Cái điều mà tôi nghĩ đến thì bây giờ The Gray họ mới làm được. Stick với nhau, nhẽ ra là họ nên stick nhiều. Họ đang là những người có lợi thế hơn. Không có cái lý gì mà họ lại phải đánh co cụm lại cả. Thơm kèo, có rune đi đi. Mặc dù là một tình huống Smoke hơi fail, không bắt được bất cứ ai. Nhưng ở đây có con Bad Rider, khả năng là Bad Rider sẽ lò mặt ra tình huống này. Rồi, chắc chắn là như vậy. Sand King anh ta ở phía sau, Darkseer ở đằng trước, bên hông thì đó là OD và cả Weaver. Chắc chắn là lực trong tình huống này là sẽ bị bắt rồi. Làm gì đây, có Fork đi, Sand King lao xuống hay không? Chưa, bị vây cầm lại và bị đặt tường hơi sớm thì phải. Tôi nghĩ là trong tình huống này cũng không nhất thiết là phải đặt tường cho lắm. Không giống là cần phải đặt tường. Rồi, nằm là cái chắc rồi. Đấm quá đau. Đến đâu đi. Tình huống bắt khá là cơ bản thôi. Di chuyển vẫn còn đang là hơi bị tự tin thái quá. Không thấy đối phương đâu mà vẫn dám lao lên đến tận gần trụ 2. Tốt.
Tivok vẫn farm 3k6 tiền rồi. Xong Lincoln và đang có 3k6 tiền. Hướng tới tiếp là một cái gì đấy? Silver. Silver để giữ chân hay là cái item nào đó? Orchid chăng? Orchid bóp cổ nhiều nước bọt thành nên Weaver lại. Rồi dưới này bị bắt ulti đấy nữa à. Ôi sao Yashi lại có tình huống di chuyển cao như vậy? Anh ta di chuyển cùng với Batrider thì phải. Hai cái thanh niên này tôi nghĩ không đủ để có thể bắt được vào mạng của hero đối phương. Di chuyển hơi liều. Sen King đang lao rất nhanh lên. Ở phía sau Sad Boy đã có một tiếng thả đệ ra. Bắn đang là rất thấm vào mặt của thanh niên Batrider. Nhưng có ném bom xăng ra. Đấy, Batrider vẫn phải nằm rồi. Killing spree dành cho thanh niên OD. Đang là những tình huống bị bắt lẻ. Nhưng trụ thì đẩy rất cao. Và bây giờ thì Invoker cùng cả Jakiro chắc chắn là sẽ rush được cái trụ 2 này. Phải TP về ngay đến từ các thành viên của bên phía nhưng Gray, ulti, à trúng nước vào Invoker. Daxia đang rất trâu, bắt được gà. Sad Boy bắn vào mặt của Jakiro. Jakiro làm gì? Jakiro cố giúp kinh, anh ta sẽ chết thôi. Ở đây thì Invoker, anh ta đang cố giúp đi, đang cố chạy đi. Có đặt tường chính xác, tường băng ra, đang cố di chuyển về. Liệu rằng sẽ có rồi, xong một tình huống ngốt quắc. Có cái gì để nhìn hay không? Có mình cũng stun được. Stun được chính xác. Rất tiếc là không có đủ cái lượng đam để kết liễu được Invoker thì ngu vừa rồi. Một cái tình huống phải nói là rất nhạy cảm khi mà Sand King anh ta bling lên và stun Weaver thôi. Trúng được. What? Đây hoàn toàn là what của bên phía team NextGen. Không bất cứ cái sen sủng gì ở đây cả. Không đớt, không sen. Rồi Roshan tiếp tục được dành cho The Grey. Bây giờ thì họ sẽ stick với nhau. Như vậy là Silver dành cho Invoker. Quyết định sẽ là chơi bài Slow AoE. Giữ chân đối phương. Lock được in... Không, lock được Weaver lên. The Grey họ sẽ lại lùi lại thôi. Nghĩa ra là những cái tình huống này tôi nghĩ là họ nên stick với nhau. Họ đang có lợi thế về cái Kinesis. Liệu chắc là họ chờ đợi một cái đề xô trên người của Weaver chẳng. Nhưng mà như thế thì sẽ là hơi lâu. 1.700 tiền rồi. Cần khoảng 1.500 nữa. À đâu đó nằm xuống. Rồi dưới cục Landboard khi mà đạt bé bỏng anh ta sử dụng cho mình Moonlight Shadow. Giết đối phương ở gần nhà luôn. Những cái người còn lại của The Grey họ đang di chuyển lên cục land top này và những cái con quát hoàn toàn biết được điều đó. Cho nên là đạt bế bỏng cũng như là Yashi rất tự tin trong tình huống vừa rồi bắt mạng là Daxia lượng đồ rất ổn rồi. JGG, Pai, Blink. Rất trâu trong combat. Điều quan trọng thì The Grey họ vẫn đang bị một cái, đó là cái land boat này nó luôn bị đẩy ở trong cái thế rất cao, rất gần trụ 3. Và chỉ cần những cái tình huống mải miết combat quá đà thôi là họ sẽ mất trụ ngay lập tức. Với khả năng push đến từ Zakiro, đến từ cả Miranda và cả Invoker nữa. Sad Boy anh ta đang gặp nguy hiểm. Có Aegis đang khá tự tin. Ice Spark chính xác vào đầu của Sad Boy. Không sao cả, anh ta vẫn sẽ quay lại. Với cái Kinesis trên người thì Sad Boy anh ta sẽ không quá lo sợ những tình huống bị bắt vào. Thả kiến chúng được đôi. Sad Boy đang bắn khá đau vây cực đặt tường được hai người. NextGen tạm thời lùi lại. Đứng ra chia đam đến từ thanh niên Daxia. Epic Center trượt đến từ Sand King. What the hell man. Lùi về rồi. Bỗng dưng một tình huống sử dụng Epic Center Nothing vào hư không. Thua.
Yasi Hector tàng hình di chuyển lên và sẽ có một Eco Slam anh chàng này muốn bắt vào cái mạng của A rồi. Eco luôn, không nói nhiều, A lên bảng điểm số. Nhưng bây giờ thì Yasi chạy về kiểu gì đây? Ulti ngay lập tức, có đớt mở lên hai cái đớt luôn, khuyến mại cho hẳn hai cái đớt, bị stun đến Sen King đấm vỡ mặt. Bắt support của chúng tôi, Deso được hoàn thành xong như người Weaver. Rồi bây giờ thì Weaver bắn sẽ cực kỳ thấm với cái Deso trên người. Cái tình huống đổi mà tôi nghĩ là ES không nên đổi một chút nào cả. Dính arrow. Công nhận là cái thanh niên đặt vé bỏng và bắn arrow khó chịu thật. Cái bắn toàn trúng thôi, bắn trúng mấy quả không hiểu sao lại trúng được, hơi cay. Lượng đồ cũng là khá khá đến cả hai bên rồi. Tôi nghĩ bây giờ sẽ chỉ phụ thuộc vào những cái tình huống combat của NextGen cũng như là Graham là thôi. Chứ bây giờ cũng không có quá nhiều thứ để mà phải chờ đợi nữa rồi. Đạp vé bỏng anh ta bị break Lincoln nhưng vẫn đang bị dí vào. Đến Iron Shield có BKB được mở lên, TP ngay rồi. TP ngay, không nhiều. BKB còn 8 giây. Set boy anh ta lùi ra phía sau, đang cắt được creep. Thả bọ trượt, tờ Hellman. Anh là thả bọ vào đằng sau, không biết là chủ đích là như nào nữa. Arrow, tưởng quả đấy còn trúng nữa thì thôi nhá. Rồi, set boy anh ta cực kỳ hổ báo với cái Kinesis trên người. Các cái lane đã được đẩy cao dần đến The Grey và NextGen. Bây giờ họ đang phải chịu cái áp lực rất lớn. Sử dụng ngay cái ulti để đẩy lane luôn. Mỏi tay quá. Trận đấu đang hơi bế tắc chút, cả hai bên đang không biết làm gì cả. NextGen đang cố gắng, họ chỉ duy nhất có một cái lane họ có thể đẩy được đó lên bot thôi. Rồi Mirana còn lượng máu khá thấp, anh ta đang bị dí đến set boy nhưng không có cho mình đó là Moonlight Shadow. Nhìn thấy được S thì phải không, Yasi anh ta biết được khi mà anh ta bị mất một lượng máu. Lướt qua Tsukuchi ở phía đằng này thì A đã bị bắt úp lại. Không, không có sai. Giờ thì sao, Si đang cố gắng di chuyển về. Yasi anh ta đứng sẵn sàng một tình huống Echo không rồi. Anh ta sẽ phải lùi về, Blink di chuyển về thôi. Không đớt, không có đớt trên người của Set Boy. Nhưng Si, một chút nữa thôi thì sẽ bắt được cái mạng của anh nhìn Booker. Nó còn tốt hơn rất nhiều so với cái mạng của S, nhưng mà rất khó. Ua, đi về với cả chúng tôi. Rồi, đấm cũng mệt. Nhây nhây nhây, lại còn đứng gần để TP, có tiếng ngay. Những cái Gosu chơi thì thực ra họ rất nhạy cảm với những cái âm thanh ở xung quanh mình. Cái tiếng TP thì nó to vãi chưởng. Mà nó lại còn lâu nữa. Nó nghe nó rất là khó chịu. Nó bùm. Rồi bling trên, wow. Vây cầm được khi mà đang có thì không linh giữ có cái gì để giữ hay không. Không, đặt máy bỏng sẽ di được, chuyển được về rồi. Nhưng ở đây thì sao, Sen King anh ta đang lao lên Zakiro rồi. Xong toác bị rốt lại và sẽ phải nằm đến Zakiro. Tình huống rất tỉnh táo, không thấy đối phương chạy lên tiếp và biết ngay sử dụng sao amulet. Dưới này thì Set Boy thấy hai người hơi khó, hơi khó nhằn, sẽ là phải lùi lại tiếp thôi. Nhìn thấy được Invoker. Invoker hay Invoker đây. Rồi một tình huống
break được Lincoln và có Flaming Lasso ra nhưng đang ở trong hiệu ứng tàng hình không thể làm gì được cả. Echo Slam đến Yasi, một cái tình huống thiên về cảm xúc là chính, hơi bị tâm lý đến từ Yasi. Echo trượt mất rồi và bây giờ thì các thành viên của NextGen nó đang toán loạn chạy về, dính cho mình đó là kiến con thì cái khả năng sống là hơi thấp. Đẩy Plat trượt rồi thì sao, nhảy lên đến OD một tình huống ulti ra, Bad Rider sẽ nằm với một đấm tay rất đau đến từ OD. Mirana cố gắng thảm cái arrow trượt, Resen King vẫn còn, anh ta bị dính Sunshine, anh ta bị dính sao, anh ta bị dính rất nhiều thứ nhưng đạt bé bỏng có Moonlight Shadow và di chuyển về được. Tình huống vừa rồi nếu như có đớt đủng gì đó Okuja mà thôi nhưng không lao kịp vào, tự sai là chưa đủ. Trong tình huống vừa rồi nếu đạt bé bỏng anh ta bị giữ lại thì rất có thể sẽ là một cái trụ phải nằm xuống. Trận đấu tính cho đến thời điểm hiện tại mình đang rất căng kèo, chưa có một bên nào gọi là xua kèo win cả. Gray bây giờ thì họ đang stick với nhau nhiều hơn. Và cái điều này nhẽ ra là họ nên làm khoảng thời gian cách đây khoảng 5-10 phút gì đó. Khả năng là sẽ cố gắng để lấy những cái trụ ngoài, sau đó để chờ con Roshan tiếp theo ăn vào trụ trong. Đang lao lên rất nhanh đến những bức cơ nhưng mà hơi khó để có thể bắt được vào cái mạng của anh em Weaver. Những cái di chuyển đến từ các thành viên của bên phía Gray họ vẫn chưa thực sự là hiệu quả cho lắm. Luôn là chỉ có một mình AA dép ở gần nhà, còn lại các thành viên di chuyển khá là loạn. Tất nhiên là mục đích của họ cũng chỉ chủ yếu là để đẩy cao cái lane lên, nhưng mà một mình Weaver tôi nghĩ là đủ rồi. Còn lại thì nên có những tình huống stick với nhau. À lại bắt này. Cái tình huống nó quá là quen thuộc, nhưng mà thanh niên A này bắt phải đến chắc phải 4-5 lần gì đấy rồi. Rồi con Roshan tiếp theo lại ra và khả năng cao con Roshan này vẫn là dành cho bên phía của Gray rồi. Dính sân try, NextGen họ biết được điều này. Invoker đang muốn lao vào, Gray sẽ phải lùi về, họ đang muốn chờ đợi một combat và có quát. Nhìn thấy được Bad Rider đang bị đấm, BKB được mở lên bắn là quá đau đến set boy, anh ta lên bảng đếm số rất nhanh chóng. Bad Rider nằm xuống thì bây giờ ai sẽ là người giữ chân được Weaver và OD đây? Có smoke đến từ các thành viên của bên phía team NextGen. Bây giờ thì The Gray họ vẫn đang là những người chủ động hơn, họ sẵn sàng sẽ có những tình huống combat. Wow. Arrow Arian 3 phát. Rồi quyết định liều rồi. Lao vào Androsan. Sunshine biết ngay. Có y cầu. Chờ đợi ở đây. Chưa có mình lao vào. Cả hai bên họ vẫn đang rất là căng thẳng trong cái tình huống này. Weaver lao lên rất nhanh, nhìn thấy được ES. Định bắt vào nhưng ES anh ta cũng nhanh chóng di chuyển về. Rồi xong, có một cái rune, à không phải, có một cái cục hớt trên người của Weaver. Lại lao linh tinh, lại ăn một cái arrow vào mặt thì Weaver hớt rồi, 3k4 máu rồi. Rất trâu, nhưng Mirana anh ta hoàn thành xong cho mình đó là một cái kim bướm. Người 8 lạng, kẻ nửa cân. Không hề thua kém chút nào cả. Smoke lên mà định bắt vào support nhưng ở đây thì lại ngon hơn rất nhiều. Bắt được vào cái đầu của đạt bé bỏng. Định bắt con support nhưng mà ngon hơn, bắt được cả co luôn. Thế thì sẽ là có con Roshan ở cái bên phía của team Gray khi mà co hero của NextGen đang phải lên bảng điểm số và anh ta không có buyback. Đạt bé bỏng không có buyback. Khả năng là do không có tiền. Đúng rồi, để có 900 người thôi, không nên để buyback luôn.
Còn Kane Aegis cũng như là Chi dành cho bên phía của The Grey. Invoker kịp để lấy cái mạng của A, nó cũng không quan trọng quá nhiều. Quan trọng là Grey họ vẫn đang có cho mình cái lợi thế để có thể tiến lên high ground của đối phương. Bên ông A này cũng chỉ là gọi là bình phong thôi, chết bao nhiêu cũng được, tùy. Daxia hoàn thành xong, mình được cả một cái side vai rồi, gậy hack. S định bắt vào Daxia, chắc chắn điều là như vậy. Anh ta đừng chờ, nhưng không, Daxia di chuyển đi. Set boy thì đánh cực kỳ tự tin rồi, nhưng anh ta có cho mình cái rune, à không, cái khiên Aegis trên người. Invoker vẫn đang đẩy lên khá cao dưới khung lên boss này, nhưng có Sand King ở nhà để dép, không sao cả. Phủ khá lên dép easy. Hai thanh niên này vẫn cứ nhây nhau thôi, cú nhây. S đang có gem trong người, mà nếu như anh ta chết anh ta sẽ mất gem. Tôi nghĩ là không nên mạo hiểm trong tình huống này. Set boy cắt creep, và các thành viên NextGen đang di chuyển lên rất nhanh. Có cả một sử dụng Moonlight Shadow nữa ở phía sau. Có S ở đây nhưng anh ta không biết rằng là Set boy đã di chuyển về mất rồi. Nhìn thấy được đấy nhưng làm gì đây. Set boy di chuyển rất nhanh. Một cái con Weaver nó đã quá trâu với cái cục hớt trong người, và đang hướng tới cho mình đó là một cái Daedalus. Sau khi mất Aegis sẽ hướng tới Daedalus rồi. OD anh ta có cái gì đây? BKB, Lincoln, Hurricane Fire và Blink. Những cái món đồ mà thiên về di chuyển trong combat là chính thôi. Né tránh đối phương. Poker cũng có thêm cả một cái Octarine cho rồi. Mianna là đẹp bỏng thì lượng đồ nó full. Dragon Land cái thứ Butterfly. Nói chung là đồ bây giờ thì full rồi, phụ thuộc vào cách đánh là chính nữa thôi. Phút thứ 50, trận đấu nó vẫn đang rất căng thẳng, chưa biết là bên nào sẽ có thể giành chiến thắng được. Hai bên họ đánh quá là chắc kèo. Đây là cái trận chung kết giành thắng, cho nên là cái tính chất của trận đấu nó cũng khá là cao, cũng không thể chắc hai team được. Họ đánh chắc ngay từ những cái thời điểm đầu cho đến tận bây giờ. Rồi Set Boy bắt đầu thể hiện sự tự tin của mình khi anh ta có Yes đứng ở trong trụ và không có sự hỗ trợ nào cả các thành viên phía sau. Rồi sử dụng cả ulti để di chuyển về, nhưng ở đằng này Mirana rát được một cái nhà. Mirana rát được một cái nhà rồi, cái trụ này thì vẫn chưa nằm. Grey họ có vẻ đang hơi khó khăn trong công cuộc là di chuyển lên hai cái ground của đối phương. Có Rune D, sao nó lại thơm thế. Bây giờ mà gặp tầm mấy ông support chắc bắn 3 phát. Gần 400 đam, hơn 400 đam chứ. Chắc chắn là sẽ lao vào ăn nhà, tận dụng cái Rune D. Bắn nhà rất nhanh. I park nhưng mà có bom xăng đẩy ra ngoài mất rồi. Sao cả. Đẩy flat, Set Boy anh ta đang bị dồn khá nhiều. Hơi khó để họ có thể lao vào. Rồi xăng try. Mở cả dây GG. Vẫn còn đó là ulti, Set Boy anh ta vẫn đang cố gắng để có thể cắn được cái trụ khi mà vẫn còn khiên Aegis trong người. Tính tường băng. Rồi sao thả kiến ra tất cả các thứ rồi Set Boy quay cầm được thì gấu cơ lại một tiếng fork và Set Boy sẽ mất khiên Aegis. Epic Center được mở ra không mất quá nhiều máu. Các thành viên của NextGen họ đang muốn bắt Set Boy Ecos làm ra, và bây giờ đang có úp lại để cứu Set Boy. Set Boy sẽ ra được không đây? Adres đã nhảy vào stun vào đầu của Yasi. Ulti đến đâu đi là khá đầu. Ở phía sau Set Boy vẫn đang bị cài với cái iPad. Tiếp tục là úp lại để cứu Set Boy, anh ta vẫn còn khá trâu. Tiếp tục là lao lên hớt ở trong người, sợ cái gì đây. BKB mở lên lock được OD, nhưng Set Boy anh ta sử dụng ulti di chuyển về. Daxia vây cầm được hai người lại, anh ta dính cho mình đó là Sunshine. Hack thanh niên ES có cắn truy đang cố lao về, bị dính đi vụ bắn là quá đau đến từ thanh niên Mirana. Vẫn đang những muốn dồn đam ra, Daxia lên bảng đếm số, ulti a không chính xác vào ai cả, lướt qua được hai người rồi. Có một tình huống godlike dành cho C, tình huống combat nảy lửa,
Và The Gray ít nhất là họ cũng đã kéo được một cái trụ của bên phía team NextGen. Đây thì sao? Bắt được vào đầu Audi khi mà có Flaming Lasso đang bắn rất nhiều. Và người ăn mạng vẫn là C thôi. Vẫn cứ là C. Sad Boy sẽ phải di chuyển đi. Ở đây Sen King anh ta cũng không thể làm gì được quá nhiều cả. Các thành viên NextGen đang có cơ hội để giành chiến thắng trong cái game đấu này. Nhưng Audi anh ta vẫn còn buyback. Quan trọng là như vậy. Audi vẫn còn buyback và khả năng thì sẽ NextGen họ sẽ phải đẩy lên để câu một cái buyback ra đến từ Audi. Có một trụ rồi. Nhưng bây giờ thì NextGen mới là những người họ sẽ phải ép buyback ra đến từ OD. Khả năng đép đến từ các thành viên của The Gray cũng khá là tốt, nhưng clear thì là nhanh hơn đến từ NextGen. Bắn trụ đang quá nhanh, còn 41 giây nữa tôi nghĩ thằng OD nên di chuyển ra. Đạt bé bỏng mở BKB lên bắn vào trụ. Ai park trúng được vào người của Daxia ulti ra đến A, nhưng anh ta bị dính cho mình đó là một cái arrow đến đạt bé bỏng. Sẽ là lùi về Epic Center, không trúng ai cả. Yasi đang tàng hình di chuyển đi. Đạt bé bỏng là người bị chơi vào, đang có những tình huống đốt Iron Shield là rất đau. Đang cố gắng di chuyển lên, có cả Invoker đây, Echo Slam ra. Daxia anh ta sẽ dính cho mình một cái tình huống Metal Chaos, cùng với đó là một cái tình huống arrow hay đến đạt bé bỏng. Bây giờ Sand King sẽ lên bảng. Và đó là double kill dành cho C. Nhưng ở cái khu vực nhà này thì nó đã tan nát. Với Sad Boy, anh ta đi rot khá là khó chịu. Mất cho mình một rack. Bây giờ Sad Boy anh ta cố gắng để di chuyển về. Nhưng về thế nào đây? Về làm gì khi mây đen dày xéo? Nhưng Sad Boy anh ta sẽ về được. Có một tình huống fixture ra. Vẫn đang giữ chân, sử dụng ulti quay trở lại. Làm gì nữa đây? Cố gắng. Có một tình huống di chuyển đi, buyback ra. Một tình huống sử dụng road nhưng không chính xác. Có Senchi ở đây. Sad Boy anh ta cố gắng chạy đi. Anh ta sẽ chạy được trong tình huống này. Khi mà các thành viên của bên phía NextGen họ không có đủ khả năng để giữ chân được Sad Boy. Mặc dù là có cả một tình huống buyback ra đến từ Jakiro. Yasi anh ta hết sạch máu, hết sạch mà không hết sạch mana rồi, không phải hết sạch máu. Làm gì giữ chân này bỏng, không có gì cả. C sẽ di chuyển về được. NextGen kéo được lại một trụ, nhưng họ mất cho mình đó là Rack mất rồi. Một cái tình huống câu combat để Rack là khá hay đến từ các thành viên của The Gray. Ủa, ông ấy vẫn cứ là Shadow Amulet thôi. Có rốt trong người. Nhưng mà vẫn chưa đủ tiền để hoàn thành xong cho mình cái Gleam. Gray đang có lợi thế hơn với việc là họ đã có cho mình một land rồi. Quay trở lại trận đấu. Nói chung là cái trận đấu này nó còn khá là căng. Tôi cũng chưa biết như nào được.
combat nó cứ lật đi lật lại như vậy thôi. Căng quá. Rồi NextGen, NextGen họ sẽ là những người chủ động tình huống combat này. Nhưng mà The Grey lại lùi về mất rồi. Smoke. Xua kèo là smoke. Vòng thẳng ra mid. Có một đường vẽ chiến thuật thẳng ra mid rồi. Và họ muốn ăn trụ. Thể hiện quan điểm rõ ràng là chúng tôi muốn ăn trụ, chúng tôi không muốn đánh nhau nữa rồi. Sử dụng set boy ở bên hàng. Trong khi đó các thành viên NextGen họ đang chờ đợi ở khu vực lên top. Chờ đợi trong vô vọng rồi. Phải cô team về ngay. Phải cô team về ngay tình huống này. Chắc chắn là các thành viên của The Grey họ sẽ lao thẳng vào khu vực trụ. Không còn nhiều thời gian để cho họ phải, để họ có thể nhây nữa rồi. Rồi NextGen đẩy vào Ultia. BKB ngay lập tức sử dụng hai cái và di chuyển về rồi. Ultia chính xác là thành công rồi, nhưng mà BKB mở lên khá nhanh tay. Hai bên vẫn chưa thể lao vào trụ của đối phương được. Trong một tình huống mà các thành viên NextGen họ ép trụ lên, ép cái lane lên cao để cho The Grey phải di chuyển về. Và bây giờ thì họ sẽ smoke được 5 người. Smoke 5 người và di chuyển đi top à. Họ sẽ muốn bắt vào cái lane top này. Lane top mất mất trụ rồi. Rất muốn là ăn vào. Đấy, ra Roshan chăng? Ok, có vẻ như là NextGen họ muốn Roshan. Có DD, có cả Acrity bắn rất nhanh. 1700 đang quẩy. Thằng bé bỏng. The Grey chắc chắn là họ cũng không nghĩ rằng là lại có một cái tình huống mà nó lại thơm kèo đến cái mức như thế này. Đại bảo anh ta bắn rất nhanh và anh ta sẽ có con Roshan. Trong sự ngỡ ngàng của các thành viên bên phía team The Grey, Set Boy lao vào, anh ta bắn quá đau, anh ta lên bảng điểm số rồi. Bây giờ Daxia vẫn đang bắn đến đại bảo. Đại bảo khá thấp máu, ulti đến OD kéo được hai mạng. Bây giờ OD lấy được cái khiên đánh giết trên người của đại bảo, nhưng anh ta vẫn đang quẩy sóng. Siêu không làm được gì cả, lao lên cố gắng giữ chân Siêu lại. Bây giờ Siêu sẽ bị đấm rất đau. Siêu lock được OD và cả Sen King, nhưng anh ta bị dính câu fit lại đến AA và bị đấm quá đau rồi. Có một tình huống arrow trúng được đôi để đạt bé bảo. Đạt bé bảo BKB bỏ lên. Đạt bảo làm gì đây? Cô slam ra. Set boy sẽ bị giữ chân. Set boy bị dính picture và anh ta lên bảng đếm số. Triple kill dành cho đạt bé bỏng. Và sẽ có thể là một chiến thắng dành cho NextGen khi mà họ đang lao như là vũ bão vào khu vực lane mid của bên phía team The Grey rồi. Những cái bài bách nổ ra liên tục và chỉ cần lỗ thôi chứ không còn lãi. Team nào lỗ ít hơn thôi. Rồi đạt với bóng bắn cực kỳ căng vào cái khu lên mid này. Ba người của bên phía The Grey đang ở trên bảng, một mình OD và Sen King là không đủ để có thể đép được trong cái tình huống này. Và ít nhất sẽ có phải đến hai lane dành cho các thành viên của bên phía NextGen. Một cái tình huống quá xuất thần đến từ đạt bé bỏng. Phải nói là xuất thần khi mà anh ta có những tình huống arrow trúng đôi và bắn chết cả hai người. Thề trệ tử thế thì ai chơi được với cả ông nữa. Thề cũng muốn cho người ta chơi nữa không đây. Rồi cả ba lane luôn. Khi mà Weaver còn tận 60 giây. Bây giờ thì sao? Có một tình huống stun đôi đến Sen King. OD anh ta cố gắng làm được những điều còn lại thôi. Bắn là quá đau. Đến từ Mirana tự úp mình lại đến OD. Bây giờ thì sẽ là một tình huống tự lock lên rồi. Làm gì tiếp đây? Ultia trúng được 3 đấy. Nhưng OD sẽ lên bảng đến số. Die back đến từ OD. Một tình huống arrow ra lần này không chính xác nhưng không sao cả. AA vẫn phải lên bảng. Double kill dành cho đạt bé bỏng. Giết đạt bé bỏng man. Rồi ba trụ dành cho các thành viên của NextGen và chiến thắng là rất gần rồi. Một cái tình huống phải nói là thực sự
có phần may mắn khá nhiều khi mà đạt béo ảo anh ta bỗng dưng anh ta có được cho mình cả một cái rune DD và búp Alacrity ăn Roshan cực nhanh. Team đối phương cũng ngỡ ngàng luôn, không biết làm sao lại có con Roshan nhanh như vậy. Set Boy lao vào chỉ biết ăn bắn vỡ mặt thôi. Rồi cố gắng lấy được mạng của Yasi nhưng bây giờ Set Boy sẽ bị đại vong bắn cho đến chết. Vẫn chưa chịu GG với cả chúng tôi. Rồi GG Webplay, chiến thắng dành cho NextGen ở game đấu đầu tiên. Một chiến thắng cực kỳ là căng thẳng và căng não ở trong cái game đấu này. Và hy vọng trong cái game đấu thứ hai thì hai team họ sẽ đánh cởi mở hơn một chút. Bây giờ chúng ta cũng chờ đợi để đến với game đấu thứ hai.